Kính chào quý vị khán giả truyền hình, mình là Vũ Trọng Long. Đây là lần thứ 3 mình tham gia chương trình Bài Hát Việt. Và Bài Hát Việt là một sân chơi mà mình luôn hướng đến đầu tiên khi viết ra một ca khúc. Âm nhạc là một niềm đam mê của mình và đi cùng với đó là mình có những sở thích, ví dụ như là thường hay đi cà phê vào những lúc rảnh rỗi để tìm những cảm hứng để cái cách chơi đàn cũng như là viết ca khúc. Ca khúc lần này mình gửi đến đó là ca khúc Ngày Tháng Mộng Đẹp. Nội dung của ca khúc nói về những suy nghĩ đơn giản và những tâm tư của một cô gái mới lớn về tình yêu. Đi cùng với đó thì cô gái luôn khát khao có những cái hạnh phúc rất đơn giản sau này và có một cái mái ấm gia đình. Ước mơ của cô gái là được đánh thức chàng trai vào mỗi buổi sáng và những nụ hôn. Và mình rất mong ca khúc sẽ được sự đón nhận của quý vị khán giả. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin đề cử bài hát Ngày Tháng Mộng Đẹp của Vũ Trọng Long. Bài hát này nó cũng là một cái cách nói, một cái đề tài ta thường thấy, nhưng mà được nói với một cách cũng rất là giản dị. Cái thường thấy đó là gì? Đó là cái khát vọng của cái lớp trẻ được yêu, được sống, được mơ mộng với cuộc sống mà mình đang sống. Ở đây âm nhạc cũng rất là gọn gàng và có thể nói là đã dùng một cái lối, cái phong cách của nhạc đã cũ nhưng mà nói mà vấn đề đương đại, và có thể nói rằng là em đã thành công. Có tiếng anh nhẹ nhàng long lanh trong đôi mắt ai, có cơn gió dịu dàng gió khẽ lạnh bờ môi ai. Tình ngày dài vẫn cứ trôi theo bình yên, mình em ngồi đây hát khúc tình ca khát khao tháng ngày cùng anh hơn cái giận dỗi. Ngày tháng mộng đẹp cho em được mong cho bao đường, cho em được mong anh về trong vòng tay yêu. Na 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 na, cho em được mơ từng ngóc đường cùng bao chiếc hôn nhẹ nhàng ngày mình chung đôi. Mang chất jazz rất là nhiều, nên là để mà thể hiện ra đúng ý đồ của Long thì rất là khó. Và cũng đã mấy lần thì Long đã nói là phải hát thế này, phải hát thế này, nhưng mà thực tế thì vẫn cũng chưa làm được hết những cái gì mà Long muốn. Còn về cơ bản thì em chỉ hát những cái gì mà em cảm nhận được thôi. Từng ngày dài vẫn cứ trôi theo bình yên, mình em ngồi đây hát khúc tình ca khát khao tháng ngày cùng anh hơn cái giận dỗi. Ngày tháng mộng đẹp cho em được mong cho bao điều, cho em được mong anh về trong vòng tay yêu. Da da da, cho em được mơ từng ngõ cửa cùng bao chiếc hôn nhẹ nhàng ngày mình chung đôi. Rất là thích, cô ấy có một chất giọng mà rất là đặc biệt, có cách xử lý rất là thông minh. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa thực sự hài lòng 100% đối với sự thể hiện của Ngọc. Rất ấn tượng với giọng hát và cách hát của bạn ca sĩ này. Được hỏi ra thì bạn là một bạn sinh viên học trường Đại học Hà Nội, không có liên quan đến âm nhạc cả. Cái giọng hát này làm cho tôi có một số ý tưởng mới, có thể là sẽ là một sự cộng tác trong thời gian không xa. Cùng bao chiếc hôn nhẹ nhàng ngày mình chung đôi. Chào Vũ Trọng Long, chào Vượng. Anh xem cái bài này thì ấn tượng đầu tiên của anh là về cái tên bài. Nó làm anh rất ấn tượng, và thì em có thể nói qua một chút về cái bài này của em được không? Bài này của em là viết về một cái cô gái khoảng tầm 15-16 tuổi. Về những cái tâm sự và suy nghĩ của cô ấy về tình yêu. Những cái tình cảm rất đơn giản thôi. Và họ cũng mong ước có một cái gì đấy trong tương lai. Nó có một chút, tức là
Mộng Mơ đúng không? Vâng. Nó gồm cái cô gái ít tuổi. Thì anh thấy cái tên này cũng, nó làm anh cũng hơi ấn tượng. Chỉ là thì nó hơi lạ lạ. Vâng. Ngày tháng mộng đẹp. Về vấn đề tên bài hát thì mình cũng cảm thấy nó hơi tàu tàu. Nhưng mà đây là bài hát của mình đã viết cách đây mấy năm rồi và đã đăng ký bản quyền hết rồi. Sẽ xuất hiện trong album của ca sĩ Hoàng Yến, Chibi. Nên là mình cũng không muốn đổi tên lắm. Tôi thấy bạn ấy sử dụng cái chất liệu của swing jazz để viết cái bài hát này cũng khá là hợp lý. Cộng với phần phối khí của Hữu Vượng, tôi thấy đây là một bài hát ổn. Và cái chất nhạc thì nó đúng với cái tinh thần, những gì mà Vũ Trọng Long muốn nói trong cái bài hát đấy. Thế là cái bản phối thì ok, không có vấn đề gì cả. Anh thấy mọi thứ nó tròn trịa rồi. Bây giờ chỉ có vấn đề là mình làm sao mình ghi tổng phổ, mình truyền đạt tốt nhất đến cho ban nhạc, họ đánh cái nào mà đúng ý tưởng của mình thôi. Ok. Đấy là vấn đề nữa là vấn đề về ca sĩ. Thì với cái kiểu nhạc thế này thì ở ngoài này ngày xưa thì anh nhớ là có Mai Trang hay hát cái kiểu này. Vâng. Ở trong kia thì có Phương Vi. Đấy, còn vừa rồi nghe bạn ấy hát thì anh lại có thêm một lựa chọn nữa. Hoàng Quyên hát cũng khá hợp cái bài này. Em thì muốn có một ca sĩ vừa hát vừa diễn được. Đây là một bài hát khi quãng giọng nữ và trầm ấm như của Hoàng Quyên lần cất lên thì nó sẽ rất hợp. Hoặc là của Phương Vi, cũng là một ca sĩ cũng chuyên hát cái thể loại swing jazz này. Thì ở ngoài Hà Nội thì cũng có một ca sĩ nữa là ca sĩ Mai Trang cũng chuyên hát cái kiểu swing jazz này, nhưng mà tôi nghĩ với cái tính chất của một bài nó cần một chút gì đó hồn nhiên thì Mai Trang thì lại có gì đó nặng nề quá. Mình rất thích ca sĩ Hoàng Quyên và Phương Vi thể hiện ca khúc bởi vì họ là một ca sĩ vừa hát được và vừa diễn được trên sân khấu, thì mình nghĩ là cái hiệu quả trên sân khấu nó sẽ tốt hơn. Và đối với ca sĩ Hoàng Quyên thì mình rất thích chất giọng hơi trầm của cô ấy. Có lẽ đây cũng là một cái thử nghiệm mới cho cái bài hát của mình. Đấy thì như anh có một vài cái sự gợi ý đấy. Ở ngoài này thì có Mai Trang này, trong kia có Phương Vi. Rồi cái bài này cần cái giọng nó trầm ấm kiểu Hoàng Quyên cũng rất hiệu quả. Vâng. Đấy. Thế thì cứ thử xem làm sao mà truyền đạt được tốt nhất cái ý tưởng của em trong cái bài hát này. Đấy, còn hiện tại anh nghe đây thì là nó một cái bản nó cũng tròn trịa rồi. Từ phối khí viết cho đến ca sĩ, mọi thứ đều ổn cả. Thì ra sân khấu thì có cả Vượng phối khí đây, thì em có muốn thay đổi gì thêm bản phối không? Em thì chỉ nghĩ là về cái khung ấy. Khung thì là theo em nghĩ thì là nó sẽ như thế. Khi mà đánh live thì nó sẽ như thế. Chỉ có điều là mấy cái đoạn solo piano ở giữa ấy, thì có thể là nó sẽ không đánh đúng như những cái câu này. À đương nhiên rồi, solo thì để sẽ... tự thôi. Vâng. Tự cho cho pianist người ta đánh. Vâng. Mình chỗ đấy thì mình chỉ cần ghi hòa thanh thôi. Vâng. Họ solo chắc đi. Chắc là em ghi mấy câu brass. Brass thì phải ghi rõ. Vâng, mấy câu brass chắc là phải ghi hẳn đủ bè ra thôi. Đúng rồi, nên ghi đủ bè ra. Vâng. Thì nó mới dày được như trong cái bản này của em này. Chứ nếu mà em chỉ ghi mỗi nốt không thì nó không đủ đâu. Vâng. Ghi cả ra. Ghi được cái gì thì mình ghi tất cả mọi thứ ra để truyền tải cho ban nhạc ta đánh nó đúng cái ý đồ của mình. Vâng. Đúng nhất. Cái suy nghĩ của một cái cô gái mới lớn, em nghĩ ngay đến nhạc gia, nó phải là cái sự nhí nhảnh, tươi vui một chút. Nên là em làm thành swing jazz. Đây là một bản phối, theo tôi nghĩ thì nó gia chất, một bản phối gia chất. Đúng kiểu swing jazz cộng cảm rap, big band. Vấn đề là bây giờ chỉ cần ban nhạc truyền tải thế nào được đúng tinh thần của bản phối thôi. Chứ còn theo tôi thì bản phối này là một bản phối hợp lý, không có gì phải thay đổi nữa cả. Có solo piano, có tutti, rằng giật, brass, tất cả mọi thứ đều, tất cả nó những gì nó cần có trong một bản phối của swing jazz big band thì đều có cả rồi. Thanh Vương là một người có rất là có kinh nghiệm và em rất là thích những cái bài hát của anh Vương. Cứ nghĩ là hôm nay gặp mà nhà sản xuất như là anh Vương thì sẽ nhận xét và đưa ra những cái ý kiến để góp ý về cái bài của mình, nhưng mà anh ấy lại không nói gì cả. Em cũng hơi thất vọng chút.